xin mến chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Thịnh Biên. Dạ là nói đầu tiên Út Mai Vàng Thịnh Biên xin chúc tất cả quý cô chú và anh chị em trên mọi miền đất nước đam mê mai vàng luôn luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ hôm nay là ngày 2 tây tháng 4 năm 2022. Em có về 8 phôi mai rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào anh em. Dạ, chào cô chú anh chị. Vậy em cũng xin chân thành cảm ơn anh trai đã ủng hộ cho em cái clip hồi hôm nha, cây sù hồi hôm nha, rất mau lẹ, rất nhiệt tình. Dạ hy vọng clip này 8 cây mai này hy vọng cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em thêm nữa nha. Dạ địa chỉ tàu lạc lên mà tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919 755 533, em tên Út. Đây cũng là số Zalo và Facebook của em nha cô chú. Rồi không để mà mất thời gian của quý cô chú, em tiến vào cây số 1 đầu tiên. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng dáng thú, cốt cạnh chi cổ nha cô chú, rất đẹp nha. Cây này cũng là cây bông giảo nha cô chú, bao cô chú bông nha, bông từ 7, 9, 12 cánh nha cô chú. Có hình mặt bông em góp trên hình bông cho cô chú tham khảo nữa nha. Cô chú muốn chơi bông như vậy thì khỏi ghép nha cô chú. Cây rất đẹp cô chú ơi, dáng thú nha cô chú, dáng thú, cốt cạnh chi cổ nha cô chú, chì nhạo cổ luôn cô chú, rất đẹp nha. Rồi em xem một vòng nha. Cái này về là cô chú vô chậu quýt là chơi luôn cô chú. Cái này có cạnh nói chung là chủ vườn sửa từ nhỏ rồi, đế thì đế rất đẹp cô chú. Đây nguyên đồ đế đặt kẹo luôn, em lựa mai là lựa đế mà, nhất đế nhiệt thân. Rồi em tiến vào động số đi. Cái này ba dách đều có chân cô chú. Chiều cao là 78. Chiều cao 78. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40. Cái này cô chú ép vô chỗ 5 đẹp nha cô chú. Vô chỗ chủ nhật cũng đẹp nha cô chú. Hoành 5 là 25. Hoành 25 nha. Hoành eo. Cái cũ là 56. Cái cũ 56. Em đo thử mình nằm dài như em. Thú đẹp quá. Mình nằm dài là 33. Mình nằm dài 33 nha cô chú. Em đo hảo về góc cạnh nha. Cúc chi thì 16. Cúc chi 16. Cúc chi này 15. 15. Cây bóp dốc ngọn chút xíu nha cô chú, rất đẹp nha cô chú. Thân lắc nhẹ như là so chứ. Cây này cũng có đường cắt lùng nha cô chú. Cô chú bấm đây là rất ok nha cô chú, chuẩn chuẩn hoành luôn nha. Chuẩn bonsai nha cô chú. Còn em mua bán thì em để tông cao vô cô chú. Nhiều anh em với cô chú thích tông cao. Rồi em xem một vòng em báo giá luôn nha cô chú. Hàng đáng sưu tầm cô chú ơi, cây này ba dách đều có hết trơn cô chú. Đế, thân, bông. Thân đẹp, cốt cành đẹp, đế đẹp, bông đẹp. Bốn dách đều có hết trơn cô chú. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 1 đầu tiên em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú, giá 14 triệu nha cô chú. Em bao ship cô chú 200 km nha. Cô chú hộp nhãn thì alo qua hai số điện thoại 0919 755 533, em tới đốt, hoặc số điện thoại 0772137269 tên Lanh nghe cô chú. Hai chỗ đó cô chú liên hệ chỗ nào cũng được, cũng được nghe cô chú. Rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 2, xin mời cô chú. Dạ rồi bước vào cây mã số 2. Và cây số 2 cũng là cây mai vàng bông giảo nghe cô chú, cốt cành cũng chi nhạo cổ nghe cô chú. Cái này cũng đế đặt kẹo luôn cô chú, đế như nằm trong xôi cô chú, cốt cành nhạo 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 nghe cô chú. Cái này cũng bao bông cô chú nha, bông 7, 9, 12 cánh luôn nha cô chú. Rồi em xem một vòng nha. Đế tuyệt vời nha cô chú, cô chú nhìn của cục đế nè, ngồi đôi cục đế này cho chú nha xem nha, hết sức có cái cục đế rồi, quá trời cục đế luôn. Cây cũng có hiện tượng là xù nhẹ cô chú, em chưa gọi là xù nha. Rồi em tiến vào đoạn số đây. Chiều cao 68. Chiều cao 68. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45. Hoành thân là 25. Hoành 25. Cái cũ này là 56. Cái cũ 56. Rồi cái cục đế là 85. Cũ đế đặt là 85 nha cô chú, rất đẹp nha cô chú. Cốt chi của chú như nhìn nè, nó nhạo 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 cô chú, cây rất đẹp cô chú. Em hạo gì mới cốt chi này nhiêu em,
xe 14. 14 nha cô chú, rất to nha cô chú. Để bào khoe bầu đẹp cô chú ơi. Cây này là hết dách luôn rồi. Để giữ dằn luôn, nhỏ mà đế quá tràn rồi. Thân lắc lượng nha cô chú. Rất đẹp cô chú. Cây cũng có hiện tượng sù nhẹ nha cô chú. Hàng cũng đáng sưu tầm nha cô chú. Cây này cũng vô cô chú ép vô chậu 5 hoặc chậu 5 rưỡi nha cô chú. Rất đẹp nha cô chú. Rồi cây mai vàng mã số 2 em xin mã khép vô luôn cùng cô chú, giá 12 triệu nha cô chú. Em bao ship cô chú 200 km cho cô chú. Anh chị em hợp nhãn thì alo với hai em qua hai số điện thoại em có để bên góc phải màn hình nha cô chú. Cây rất đẹp nha cô chú, hàng đáng sưu tầm luôn nha cô chú. Rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 3 và xin mời cô chú nha. Giờ rồi bước vào cây mã số 3 và cây số 3 là cây mai vàng dáng thú quái nha cô chú. Cây này cũng bao bông của chú nha, bao bông cho chú 7, 9, 12 cánh nha cô chú. Cây này hàng siêu độc luôn cô chú ơi. Đó giờ em săn cây mới gặp cây thú này cô chú. Thú này rõ nét nè. Đó cô chú hình dung nha, nó có cái súng nha cô chú. Cây cũng hiện tượng lên sù nha cô chú. Lên sù khoảng 30% nha, mấy cốt cành là sù hết trơn nha cô chú. Cây sạch sẽ nha cô chú, hàng đáng sưu tầm cô chú. Cái này về cô chú vô chậu whip nữa là cây cực kỳ lên tiền cô chú. Rồi em xem một vòng nè, cực kỳ quái luôn cô chú ơi. Bởi vì thiên nhiên tạo nên một tác phẩm cũng hơi khó có nha cô chú. Cái này tại cây tự nhiên nha cô chú, cây ngoài chuẩn cây luôn cô chú, đúng dáng thú nha cô chú. Rồi em đo một số đi, quá quái rồi. Chiều cao là 55. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45. Cây này cô chú ép vô chỗ 5 nha cô chú. Ngay đây là 27. Đây em đo trang trí là hoành 27 nha cô chú. Em đo cái cổ đi. Cái cổ là 19. Cái cổ 19 nha cô chú. Cái ngọn bóp gió để ngón tay vô. Nó bự hơn tao cái em xíu nha cô chú. Cây có hiện tượng lên sù rất nhiều nha cô chú. Em đo thử hạ cái cành này, cái cành này cho cô chú. Cành này 12. 12 nha cô chú. Cây này cũng 12 luôn. 12 nha cô chú. Em đòi cái đuôi luôn nha. Nó khéo cái đuôi luôn nha cô chú. Đúng dáng thú nha cô chú. Cái đuôi là 9. Rất to cô chú. Mình nằm dài. Nằm dài là 29. Cho mình nằm dài 29 nha cô chú. Cây rất đẹp rất khéo cô chú ơi. Hàng đáng sưu tầm nha cô chú. Độc nhất vô nhị luôn cô chú. Cây mà kiếm có cây súng hơi bị khó nha cô chú. Cây này cô chú chơi được hai mặt tiền luôn. Mặt nào cũng đẹp chứ. Mà đây mặt đẹp hơn nè, lộ xuống rõ nét hơn nè. Cái đường thân nó gân guốc dữ lắm nha cô chú. Đây, cô chú hình dung ngoài cây nó già cây lắm nha cô chú. Rất đẹp cô chú. Có chi này nè, nó cô chú nó hơi chổi vô mặt mình nè. Cô chú muốn cắt không được nữa, cắt thì nó lộ nguyên thú luôn. Này em mua bán em để thì thủ chi cô chú nè, cô chú không xài thì cứ dĩa cắt bình thường. Đó. Mình chơi hai chi với cái đỉnh được cô chú, với cái đuôi được rồi. Chiếu mình khoe cái đường thân mình thú nữa cô chú. Đây cây súng này dữ lắm cho cô chú. Giờ rồi cây mai vàng mã số 3 dáng quái thú, em xin bằng phép vô lưu cùng cô chú. Dạ, giá 10.500.000, em bao ship cô chú 200 km nghe cô chú. Dạ xin mời cô chú bước vào cây mã số 3. Dạ xin mời cô chú nha. Mã số 4 xin lỗi cô chú. Giờ rồi bước vào cây mã số 4 và cây số 4 là cây mai sù lùng lượt bước mang nghe cô chú. Cái này sù chảy nghe cô chú, chảy cộm luôn nghe cô chú. Cốt cành giót ngọn nghe cô chú. Giá mềm sinh viên cô chú ơi, đế đẹp luôn nghe cô chú. Em xây một vòng nha. Dạ cây này em không thấy bông cô chú. Cây nào thấy bông em má bao bông cô chú nha. Chú nhìn nước sù nè, sù cộm luôn cô chú. Đây, nó cộm dữ lắm cô chú. Đó, cộm luôn nghe cô chú. Cái này về của chú vô cái chậu nhỏ chơi bonsai rất đẹp nha cô chú. Rồi em tiến vào đồng số đi. Chiều cao là 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40. Cái này của chú vô chậu 5 nha cô chú. Hoành thân là 36. Hoành 36. Em đòi mạnh tới ngọn luôn em. Cái ngọn 18. Cái ngọn 18 rất đẹp nha cô chú. Rồi em xem giọng nha. Sù mà 2 mét đế nở là ok nha cô chú, không bóp gốc nha. Sù hậu đế rồi nở hai bên
hai bên vách mặt tiền mặt hậu đẹp như nhau luôn chú, lùng lực bút măng luôn, rất đẹp cô chú, còn bút gió thật xíu luôn chú. Cái này tương lai là xù 100% luôn nha, cái này mới xù khoảng 60% cô chú. Đó, trên ngọn là chưa xù nghe cô chú, ở đây có một cách một hai ngón tay nghe cô chú. Được rồi, cây mai xù mã số 4 em xin bằng phép giao lưu cùng cô chú giá 6.500.000, em bao ship cô chú 200 km luôn nghe cô chú. Được rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 5 và xin mời cô chú nha. Dạ rồi, bước vào cây mã số 5. Và cây số 5 là cây mai quái nha cô chú. Lắc lượng rất đẹp nha. Cây này cũng có thể chú cô chú phá thế chơi dán đổ rất đẹp nha. Em hạ xuống thử cho cô chú xem em. Đó, cô chú bật xuống nha. Đó, lật xuống chơi dán đổ rất đẹp nha cô chú. Rồi. Em kê lên đi. Rồi em tiến vào quay vòng vòng một vòng cho cô chú tham khảo đi. Giá mềm sinh viên nha cô chú. Cái này bông cũng bông đẹp nha cô chú, bông 5 cánh 7 cánh nha cô chú. Cô chú thích chơi game thì để gì chơi, còn không thấy mình về mình ghép chơi cô chú. Giá mềm sinh viên cô chú. Rồi em đo thông số đi. Đường kính bầu là 29. Đường kính bầu 29. Đường thăng là 18. Quanh 18. Cái cũ là 48. Cái cũ 48. Chiều dài là 35. Chiều dài 35. Rồi em xem vòng nha. Cái này cô chú ép vô chậu chậu 4 nha cô chú. Chậu lọt lòng 40 nha cô chú. Cô chú nào thích phá thế dán đổ thì lật đổ rất là đẹp nha cô chú. Được rồi, cây mai vàng mã số 5. Em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú giá 1.500.000, em bao ship cô chú 200 km luôn nha. Dạ rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 6. Dạ xin mời cô chú. Dạ rồi, bước vào cây mã số 6. Dạ cây số 6 cũng là cây mai vàng dáng co lắc quái nha cô chú. Cái này giống như người con gái đưa hai cái đùi nè cô chú. Đó, cô chú hình dung em nha. Thật lắc lượng nha. Rất đẹp nha. Rồi, cái này cũng là cây bông 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh nha cô chú. Rồi em xem một vòng đi em. Cái cọng rễ là muốn bằng cái thân luôn rồi. Cái này cũng lật đổ cũng rất đẹp nha cô chú. Em lật cho cô chú xem em. Nó này chơi thế đế đổ cũng rất đẹp cô chú, rất quái nha. Nó tùy cô chú chọn lựa nha. Em chỉ tư vấn cho cô chú gì thôi. Rồi em tiến vào đầu số đi. Đường kính bầu là 29. Đường kính bầu 29. Cái này cũng vô chậu 40 nha cô chú. Quanh thăng là 18. Quanh 18. Cái cũ là 41. Cái cũ 41. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Cây ngoài rất năng cây nha cô chú. Rất quái luôn. Mấy con lắc là khó chịu luôn cô chú. Đây có đường xuyên sống nè, cô chú nhìn nha. Rất đẹp cô chú. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 6 em xin bằng phép giao lưu cùng cô chú giá 1.600.000, em bao ship cô chú 200 km luôn nha cô chú. Dạ rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 7 và xin mời cô chú. Dạ rồi, bước vào cây mã số 7. Và cây số 7 cũng là cây mai lắc lượng nha cô chú. Cái này cụ đế đẹp lắm nha cô chú. Cái này cũng bông đẹp nha cô chú, bông 5 cánh 7 cánh 9 cánh luôn nha cô chú. Nói chung bày nãy ba hai cây nãy nha cô chú. Ủa, hôm nay về ba cây rồi toàn lắc lượng nha. Cái này phá thế đổ cũng được nghe cô chú. Em lặn xuống dán đổ cho cô chú tham khảo luôn nha. Đó, cái này đổ cắm đầu luôn. Rất đẹp nha cô chú. Rồi em để. Rồi em xem vòng nha. Mấy cái tông này toàn dán đổ được nha cô chú. Phá thế dán đổ ôm chậu rất là đẹp nha cô chú. Rồi em tiến vào đọc số đi em. Đường kính bầu 32. Cái này vô cũng vô chậu 4 nha cô chú. Quanh thăng là 17. Quanh 17. Cái cũ em. Cái cũ 44. Cái cũ 44. Chiều cao là 46. Chiều cao 46. Rồi em xem vòng nha.
giá mềm sinh viên cho cô chú dễ chơi nha cô chú. Rất đẹp cô chú. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 7 em xin mạo phép vô lưu cùng cô chú, giá 1.600.000, em bao ship cô chú 200 km luôn nha cô chú. Dạ rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 8 nha cô chú. Dạ xin mời cô chú. Dạ rồi, bước vào cây mã số 8. Dạ cây số 8 là cây mai vàng nằm trong thùng phi nha cô chú. Cây mới về cô chú hình dung ngoài cái thùng phi ba lớn là cái nồi đế ba lớn nha cô chú. Cây rất đẹp nha cô chú. Hết sức nồi đế rồi. Cái này em chưa khai thác đế hết luôn cô chú. Nồi đế khủng khiếp luôn cô chú. Hết sức nồi đế rồi cô chú ơi. Rồi em xây một vòng nha. Cây cốt cành rất đẹp nha cô chú. Dáng trực lắc luôn nha cô chú. Quá khứ nồi đế luôn. Rồi, dán trực lắc nha cô chú, cây rất đẹp nha cô chú. Dạ cây này theo chủ vườn chia sẻ là cây bông đẹp nha cô chú, bông zin nha, bông 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh nha cô chú. Cốt cành to lực luôn cô chú. Đó, cốt nào cũng đây chà bá luôn. Còn chú như cô chú nhìn cái đế nè. Nó hai bức đế nè, hình dung nha cô chú, dữ lắm cô chú. Quá trời nồi đế rồi. Hết sức nồi đế luôn. Rồi em tiến vào đồng số đi em. Chiều cao là 1m3. Định kính bầu là 65. Đường kính bầu 65. Quỳnh thăng là 40. Quỳnh 40. Em đo cái đồ đế sổ xuống như em. Từ đó dài xuống đây nè. Xuống đây là 65. Đây đế sổ dài xuống 65 nha cô chú. Em đo hạo và cốt cạnh cho cô chú em. Cốt chi này là 18. Cốt chi 18 nha cô chú. Bên đây nè, đây nè, cho cô chú tham khảo đi. Cây quậy rất là quái luôn. Cốt chi này là 17. 17. Mấy cái múi rễ nè cô chú, bự lắm nha, em đo hạo thử cộng rễ là nhiêu em. Rễ này là 24. 24 nha cô chú. Nó bằng bắp giò luôn nha cô chú. Rất quái nha cô chú. Cái này về cô chú xịt ba cái đất này ra là nguyên một nồi rế luôn, dữ dằn luôn. Em quay đi em. Trời bữa nay mưa mà hình hơi tối nha cô chú, xem thông cảm giùm em cô chú. Hết sức nồi đế rồi. Em áo nồi đế vô thử giùm anh em. Đây nồi đế trên 200 nha cô chú. Nó một thước dây tới đây, từ đây tới đây nè. Nồi đế trên 200 nha cô chú, hình dung em nha cô chú. Đế sổ từ đây lên chỗ đâu hoành 65. Rồi em xe đem. Cây này rất là quái nha cô chú. Hàng cũng đáng sưu tầm nha. Nào giờ em mới thấy cây mà nằm trong cái thùng phi mà cái nồi đế hết sức nồi đế luôn rồi. Cái dáng cây rất là đẹp nha cô chú. Trực lắc, dáng trực lắc luôn. Nồi đế sổ hết sức nồi đế luôn. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 8 em xin mạo phép vô lưu cùng cô chú. Giá 22 triệu, em bao ship cô chú 200 km luôn nha cô chú. Cây ngoài khủng lắm cô chú, em ôm thử áo áo nồi đế không này. Ôm không có dám nha cô chú, còn hai người ôm nha cô chú, nồi đế ngoài khủng lắm nha cô chú. Vậy rồi cây mai vàng mã số 8 cũng là cây mai cuối clip. Dạ cuối clip em xin chúc toàn thể cô chú xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú thấy hay thì nhắn cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để em có nhiều động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú nha. Vậy rồi em xin chào cô chú nha cô chú. Bye bye cô chú nha.